Dạ vâng, em xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây đang có mặt tại triển lãm Bắc Linh năm 2023. Và ở đây thì năm nay với Festival Sinh vật cảnh Bắc Linh 2023 thì tất cả là tập trung toàn bộ cây của nội bộ tỉnh, cây trong tỉnh quý vị ạ. Rất nhiều cái tác phẩm đẹp của tỉnh, anh em yêu cây trong tỉnh hội tụ về đây. Và ở video này thì em thấy có một bộ ba ruối của vua ruối Bắc Ninh Tiến Tạo Tóc, và nghệ nhân Tiến Tạo Tóc có ba tác phẩm ruối rất là đặc biệt, muốn truyền tải tới quý vị và các bạn. Khi mà trong chúng ta đã sanh chi rất nhiều rồi thì yêu cây xin gửi tới quý vị và các bạn món ăn mới, đó là ba tác phẩm ruối của nghệ nhân Tiến Tạo Tóc. Đây là tác phẩm ruối đầu tiên, là tác phẩm độc thụ tản vân. Một cái tác phẩm này có chiều cao khoảng từ mặt chậu lên khoảng 2,5 m đến 2,7 m, là tác phẩm hoàn thiện quý vị ạ, dáng trực. Đây, em quay xa lên để quý vị và các bạn cùng ngắm luôn tổng thể bóng cây. Đây, nghệ nhân Tiến Tạo Tóc đã tạo ra cái thạch thư. Phải nói là cái thạch thư này và cây nó rất là ăn nhập với nhau. Đấy, cũng thạch thư một dáng trực, độc thụ tản vân của thạch thư. Riêng về cái này, dưới này có bãi đá này, cỏ rêu đẹp không. Dưới cây có rất nhiều tử dưới bệ, tử treo. Riêng về cái độ tuổi của cây thì chúng ta ruối thì chúng ta không thể bàn được rồi, bởi vì nó có rất nhiều trăm năm. Nói đây là cây ruối đẹp và nổi tiếng của Bắc Ninh quý vị ạ. Một cây ruối có bệ đầy đủ. Đây, chúng ta ngắm tổng thể tác phẩm ruối từ mặt bên này, tổng bóng đẹp không ạ. Đấy, bông bóng bộ râm rất là dày, và phải nói là tác giả nghệ nhân Tiến Tạo tạo ra cái bộ bông bóng này phải nói là khá là đẹp. Mà hình như là em nghĩ cái khả năng mà tạo ra cái bông bóng của anh Tiến Tạo khá là nghệ sĩ. Anh như là người nhà tạo mốt tóc. À đây, cái cách anh ấy xử lý một cái tán nó bay xuống này. Đây có gì này, không biết chói nắng chúng ta có nhìn thấy không, nhưng mà đây, từ một cái tay này anh bẻ đưa xuống này thành đủ bông bóng mà chạy rất đẹp. Đấy, okay, chúng ta sẽ sang đến loại tác phẩm thứ hai, cũng là một tác phẩm, đây cũng là một cây ruối tổng thể thì nó cũng là một cây dáng trực quý vị, dáng trực. Cũng phải nói là cái phần thân nó thì nó khá là lạ dáng. Đây không biết là gọi là chúng ta, đây là cái về nói về hình tượng ấy, thì chúng ta không biết là miêu tả nó là hình tượng gì. Đương nhiên là mỗi một người lại có một cái trí tưởng tượng riêng của mình, thế nó mới là điều đặc biệt. Còn nếu mà cái gì mà rõ ràng quá thì đôi khi lại không hay. Thầy em ngày xưa dạy em nói là cái gì mà tưởng tượng ra ở trong đầu đều đẹp,
đẹp không quý vị? Khá là lạ dáng luôn. Chơi dối nó rất hay như thế. Bởi vì những cái này, những cái nét này này, nét bẹ, nét thân này là chỉ có thiên nhiên ban tặng cho con người. Chúng ta đưa về để chiêm ngưỡng, để chơi thôi. Chứ mà thực sự mà chia sẻ với quý vị và các bạn thì chắc chắn là con người chúng ta cũng không thể làm được những cái nét này. Quá đẹp. Trông như mỹ nhân đấy quý vị nhỉ. Em thì tưởng tượng là mỹ nhân, không biết là quý vị là tưởng tượng như gì. Ở đây chúng ta sẽ sang đến với lại tác phẩm thứ ba, một tác phẩm khá là phiêu. Hôm vừa rồi được trưng bày tại lễ ra mắt câu lạc bộ Kinh Bắc Bonsai 99, thì được các nghệ nhân đánh giá thì phải nói là mọi người tưởng là anh ấy nhập khẩu cây từ Trung Quốc, nhưng không, đây không phải nhé quý vị nhé, 100% dối Việt Nam. Và do nghệ nhân Tiến Tạo Tóc tạo ra, vua dối Bắc Ninh, người rất là đam mê về dối. Đẹp lắm quý vị ạ, nhưng phải nói là ở phông ở đây thì các bác ở đợt này làm triển lãm, các bác cây nó nhiều quá, cây nhiều quá, là cây nó phông lẫn với cây kia, có thể qua video quý vị và các bạn ngắm nó chưa hết được, mà em truyền tải nó chưa kỹ, mong quý vị và các bạn thông cảm. Mời quý vị và các bạn về với lại nghệ nhân Tiến Tạo Tóc, vua dối Bắc Ninh, chúng ta về vườn trực tiếp ngắm những cái siêu phẩm này thì là tuyệt vời. Xin chúc mừng nghệ nhân Tiến Tạo Tóc đã có những cái tác phẩm rất là độc đáo của mình tham dự với lại festival về miền quan họ của người Bắc Ninh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo.